Đợi vô cổng ấy, đã này để nhỏ ở lại với bà ngoại đi, để bà ngoại dính. Bà ngoại ôm chú. Bà ngoại dính luôn đi với bà ngoại đi. Vô cổng ấy nhắc ma nó ông kia nó chết. Nó nói là tối nó nói nó nhìn thấy cái gì chứ. Nó mới kia sợ mà. Ông ngoại ăn này cứng không mẹ? Cái miệng nữa nha được. Đang cúng mùng 3 cả nhà. Hé rô cả nhà. Hôm nay mùng 3 Tết chiên bánh xèo ăn nha cả nhà. Về nhà ông ngoại với bánh xèo. Về chợ Bí Chi rồi kẹp là ok. Đi tép ra. Cái gì đây? Cái cột đi cách ly nữa. Năm ngoái, cái năm trước ba năm trước ăn đi cách ly luôn. Cũng ngày này luôn á gì? Ơi, quay ra. Phải ngày này không? Không phải. Ngày này ba năm trước rồi. Tháng 7 à? Nhớ rõ ha, cái nhớ lịch đó. Sáng cái biết dậy sớm. Nhà nằm dậy sớm hết trơn á, đi chọt vào mũi. Trời ơi. Cơm nè, chuẩn bị ăn cơm cho no rồi, rồi ghi giấy tờ. Cho xíu mèn. Rồi cảnh đó. Cái cảnh nó nhớ hoài không quên á mẹ. Trời cho mẹ bo đi rồi sợ vô cổng ấy đã này để nhỏ ở lại với bà ngoại đi, để bà ngoại dính. Bà ngoại ôm chú. Bà ngoại dính luôn đi với bà ngoại đi. Vô cổng ấy nhắc ma nó ông kia nó chết. Nó nói là tối nó nói nó nhìn thấy cái gì chứ. Nó mở kia sợ mà. Ông ngoại ăn này cứng không mẹ? Cái gì miệng nữa nha được. Cố gắng nhai thì được. Qua xem nè. Thường đi uống mấy bằng kiều đi không? Kiểu như sợ uống mẹ con nghe mẹ tôi cho á. Kiều Lén kiều. Đưa giấu. Đừng giấu ngón tay. Đi ấy thì con giả chén rồi đi đặng cúng. Cái đũa không? Em vào dặn thôi. Thôi đi. Có mình cũng khác đi. Ông cũng cứ nói tao không hiểu nữa. Ông kêu để ăn xíu thôi, không có ăn đũa. Tại vì ta là cái gì thằng tiên là ta không có ăn đũa. Ôi, sao kì vậy? Không biết nữa đâu. Mấy chiếc nấu. Sáu cái thôi. Chứ mình thờ ba. Ở dưới thì năm. Mình lại cái đũa thôi. Ở dưới thở lấy bàn đi, lấy cái mâm đi. Cái mâm cúng tròn. Bữa cơ bảy con cho lấy đũa. Không thấy nè, không đũa. Ủa anh như giờ cúng còn sớm đó không? Sớm đâu sớm vậy. Bữa nữa chúng tôi người ta bữa nay ngày mai là ta ta cúng hết rồi. Cái đồ nước ấy vô. Mắm. Cái này là cái món này là đậm nguyên chất luôn nè. Ừ. Con mất thì sao vậy, nó vừa bọt vừa to vậy à. Đừng ngồi đếm nha bà. Có tính đếm á. Ngồi đếm dễ như con tôm này. Không, người ta bán là người ta múc ta ấy không á. Mình ở nhà mà. Người ta bán là người ta mới lời. Mọi người bán ta múc hay lắm nha. Để em sắp kế nha. Cái ngủ nha, gắn vô canh. Mà lại đầu đốt nhang luôn chưa? Rồi ly nước đầu. Cái này không ngủ rồi. Cúng nước ngọt đi. Ủa vậy? Nước ngọt cái chai đó mẹ. Ngọt cái chai màu đỏ đi. Hả? Đỏ hết rồi. Hết rồi hả? Kìa, tao hết rồi.
qua bên mộ qua ngoại. À, con của đi nào? Đi được xác. Mộ ai? Mộ qua ngoại nè. Đi nhanh nè. Đi lúc mình đi chợ á. Đi bằng gì? Đi bộ và nhanh vậy hả? Ừ. Chợ lắm. Giờ nó tí nó chặt gọn nhưng mà đi nó thẳng rồi. Đúng đó mẹ sợ ma. Em đây. Kể ai kể nó nghe coi. Thì đúng rồi đó, đi qua mẹ với dì Sáu. Bả này mẹ dì Sáu đi bằng cỏ. Mà dì Sáu thì đã có cặp. Cái mẹ với bả đang mời. Mà hỏi chứ con qua đó con thấy rồi đó, phải mình lên mã bà ngoại đâu, một chùm đó. Yeah. Rồi cái mã kế bên là cũng mã đắt luôn, mà ông đó thì nghe nói là ổng hồi đó đi bán bánh mì cũng bệnh cũng chết rồi trơn đó luôn đó. Dạ, kế bên đó, ngoại đó. Ờ, cái đầu mẹ mẹ thấy bực quá đi, cái mẹ mới nói gì sao nè, thôi mình thấy cũng còn nghiệp hơn hai cái lần đó mình mần giùm luôn. Dạ. Rồi cái đang cái giấy làm thầm cái mặt của mãi đây nha, thì em cũng không biết là ai, thôi bây giờ thấy bịch quá rồi thôi em chặt cỏ cho chống chảy rồi phù hộ cho em được mạnh khỏe. Mình đang giấy làm thầm cái điện thoại nó ghê cái mẹ giục cái dao thì sáu bò cưỡng chết luôn. Rồi cuối cùng ai điện lúc đó vậy, sao ai điện quên vậy, điện cho Trang vừa lên thôi là chờ nó nghe mất cưỡng hết. Đang giấy mà mày điện lên kể rồi. Trời. Còn nó kìa, bà đi, bà ngồi bà bằng cỏ sao mà điện thoại gấp vô đó, bà chặt luôn cái điện thoại rồi nào không hay rồi bà đi vô bà kiếm điện thoại. Đi ra điện thoại chặt hết một khúc rồi. Gì á? Đây nè, đâu rồi. Giờ còn dấu dao nữa nè. Thôi nô là quay kiểu quay đêm mà nó mẹ hả, mẹ hả, họ qua chứ ai có quay nhịp biết không? Có quay nhịp biết thấy chưa không hả? Không như đâu kết bạn mà không có rồi ở thầy vô luôn mà thầy Facebook coi chị ấy cái gì chị dạ. Ừ dạ. Dạ. Chỉ có mẹ Diễm thôi, có thầy Zalo Facebook rồi đủ như TikTok gì tùm lum. Mẹ con nói là lên trển bả ấy bả hát rồi bả quay tùm lum hiện diễn kiểu như bả gần lắm á tên là ờ rồi hút văn hát luôn hắn gần đó đáng thận đó bả quay thằng quay phim nó còn la bả đó đó bả án án bả quay đó bả giỏi đó bả hay đó. Xưởng đó ừ. Tháng 2-3 triệu đó mà cha ông làm vậy ha. Nay cha nhà chưa đang cúng
Mở nhà ăn cơm nữa. Dạ, con canh chua nhóc con chẳng khô nữa nè. Ai nướng lên đến nào là canh chua nhóc. Đá đuối nướng nè. Đá đang quậy. Con mực nữa nè. Con gốc thịt kìa. Thôi, nha ngon. Dạ. Bưng được anh hôm nay là gì? Thì Út rồi. Trước rồi ông thấy anh cho nói chuyện. Nói hay giỡn giỡn. Ta đổi nấu con chua mất chuối nè ta nha. Bắp đùi của anh chợ á. Thịt kho gừng. Giờ chưa bắp giáo bắp gừng. Thêm kho tàu. Cá chèo kho. Cá chèo kho mình không thích, mình không ăn. Dạ. Ừ, để lại xuống đây là củ gáo rồi. Để bãi đó. Để đây này, để chỗ này nè. Dùng nghề của ngoại như vậy đó. Ngoại ăn như thôi đó mẹ. Ừ. Nhà này có mình về mới nhoi nhoi chứ mình không về cũng im ru à. Mẹ con, cha con thì sáng sớm đi rồi. Ông ngoại với mẹ con thì ở nhà cũng ít nói chuyện. Ông ngoại ăn cơm xong lên võng ngủ rồi. Mẹ mày đi. Đó, con quay lại đó. Còn bỏ đây nó đâu phải dặn chơi đi công chuyện mà rất là tỉnh này. Đừng quay lên mỏ được à. Đừng quay lên mỏ được rồi. Đi quán coi đi ngại ngồi chung mày bạn. Mày về có ấy nè. Người ta không dám ăn á, người ta cho mày á. Ừ. Hả? Ý là tao nói uy tín. Trời ơi, bà nói người ta làm tưởng là cái món này tao sợ. Làm nhớ mang tao cho mày được. Mắc tiền đó hả? Đúng rồi. Đó là tôm nguyên chất không đó trời. Ừ, tôm vuông mà, nói tôm đầm nè. Tôm vuông nó chắc hơn tôm đầm. Không giữ nó ghét, nói chuyện tới, nó chơi. Đã không có được chơi với nó nữa, nó tăng.
có kẹo ăn ngon chưa? Ở đây không ăn đâu mà không ghét người ta kìa. Rất kèo mình không nó hay chứ mà. Cái củng người đi trời nắng nó khô gan luôn á, không có nước mà nó lâu dưới nó sống á, sao mà mưa nó là nó lên à. À, mưa cái nó lên à, hay rồi. Cái kèo này đất xanh nhưng mà hay thiệt đó. Cứ đi là thấy cái ao đó nắng là đất nó nứt luôn nha, mà tới mưa xuống nó ngập đó là dài đám là ảnh lên rồi đó, nó lù lên đó. Nếu mà có mình thì có ai thả vô đó, giống cái gì đó. Mà ở gì ngủ nữa. Đã mời tao đi rồi, rồi nó ở chơi với Sáu à. Không ấy thì, nhớ lại nè. Không ấy thì ở lại chơi nó. Thì mùng năm đi. Đâu được. Không được. Khi mai về Sáu về bà chơi cũng đâu có ấy đâu, cũng bể đợi chứ ba về. Thiếu tay rồi. Hả không? Giờ tôi chỉ bà nè. Bà lấy mấy lon ra mà dụ nhân viên uống đi cũng là hết đi. Ngàn đâu chạy được đâu. Giờ tới vũ đi.